Dạ. Rồi sao? À khoan, em hỏi tí. À thôi, khỏi kể đi. Lát nữa anh chỉ xong. Để đọc mình nói. At the weekend, people have a free time to enjoy life. Phòng mình có bán đâu nên yên tâm đi. Khi mà nói cái gì ấy, khi mà nói cái gì ấy, mọi người đầu tiên nói hôm nay tôi nói về topic gì trước. Đấy, à, dạ. Topic gì đấy sau mình nói tiếp. Today I will talk about my weekend. At the weekend, people have free time to enjoy life. Everybody have a different way to relax. For example, going out to eat, hang out with friends, playing sport, seeing movie, spending time with this family. My weekend is usually I usually have a pretty uneventful weekend. I usually hang out with my friends on Saturday, and I just want to sleep in the Sunday morning. After I wake up, I clean my house and go to the supermarket with my friends, buy something to eat, and after I watch a YouTube channel, or for example, cartoon or China film. In the evening, I spend time to talking with my friend. I usually don't have time for weekends. That's all. Ok. Yeah, of course I recommend you to five basic, five simple topics that would be easier for you to talk about and to organize your ideas. But I think if you it's also based on the level. If your level is higher than the other and you want to improve the level, you should talk about, of course you can explore, you can utilize the basic topic and talk about basic information in the first part. And in the second part of your talking, you should develop your ideas, talking about something deeply. For example, like today topic of talk about weekend. It's quite easy topic to just talk about the daily activities, the routine of the weekend. But after talking about very simple things like that, simple information, you should develop your ideas. Like is it good to spend the whole weekend just hang out with your friends? Is it a waste of time, or do you want to spend your time to do something else more valuable? Some kind of that's the point, I think, because if you want to improve your level, you need to think about any topic
in every direction, in every point of view. Do you understand? Yes, I understand. Tôi nghĩ anh ngày nào cũng hoàn kiểm cái tóc này cả tự viết đi. Em nghĩ nó khó lắm luôn á. Tức là cái yêu cầu của anh nó cũng rất đơn giản, mọi người có thể nói về những cái chủ đề rất là đơn giản cơ bản hàng ngày, nhưng mà người phải biết cách là nếu mà level của mình cao rồi mình phải cải thiện nó, mình phải nâng cao level của mình, và em lôi đẹp nâng cao để là mình sẽ phải khai thác nó ở những cái khía cạnh khác. Tất cả mọi thứ thì nó đều quy về những cái chủ đề cơ bản bình thường, nhưng mà mình sẽ phải biết cách để khai thác nó lên một cái, để khai thác được cái lên level cao hơn thì mình có phải nhìn cái vấn đề nó ở những cái góc cạnh khác nhau. Hiểu không? Ok, rút kinh nghiệm nhá. Anh, em lôi đề IELTS ra rồi xong rồi em gửi cho anh trước rồi cho em viết được đó ha. Chứ em thì em biết cái gì. Không phải là cũng không phải là IELTS, không phải là hẳn IELTS hay cái gì cả, mà quan trọng đây là cái thinking của mình, cái mindset của mình, hiểu không? Em biết rồi nhưng mà em biết cái gì hết. Okay. Quan trọng là em phải biết make story. Making story is not easy, easy task nha. Ok, có một comment cho em. Đấy là comment thứ nhất. Comment thứ hai là khi mà mình nói về một cái gì đấy thì mình sẽ phải sử dụng cái same concept. For example là when you talk about some activities you can do at the weekend, for example going out with family or hang out with friends, playing sports, spending time with relatives, something like that. Bình thì thống nhất một cái là go, ví dụ động từ verb in mình cứ phải dùng hết là động từ verb in. Going out, đúng không? Hanging out, playing sport, bending, đúng không? Nó là một cái thể hiện cái sự thống nhất của mình trong cái mình nói. Ok, đây là hai cái ý rất quan trọng mà em phải chú ý. Rồi, ok, Phương, do you have any question for? Do you have one chance, one question for Phương? Mr. Dân, can you help me? No. Phương. Chị không nghĩ là cái gì. Hỏi gì được? Để tại em kêu đàn. Mọi người phải lúc nào phải sẵn sàng, đừng lãng phí thời gian. Mình người nào cũng phải nghĩ ra một câu hỏi, một hai câu hỏi gì đấy để hỏi. Được chưa? Mít Phượng. Dạ. No. Hương. Hương ask question. you say that you don't have time this weekend. Hiểu nhỉ? Hai chị nghe nhầm. No, I have a weekend it, but it was too fast. So what's your question, Hương? I'm thinking. What do you watch on the YouTube channel? I usually watch a China film. This week one I have planned to watch Phù Giao Hoàng Hậu. Phù Giao Hoàng Hậu film. What something? Listen to music. What the? Okay. Okay, enough. Bữa sau phải chú ý nhá. Mình nghe từ đầu phải nghĩ ra vài câu hỏi chứ sao này. Hỏi một câu rất là dễ như thế. Người ta vừa hỏi mình một câu hỏi.
Vừa mình đang mới hỏi mình câu khó xong bây giờ mình phải hỏi lại khó hơn. Em hỏi cô dễ mà. Ok, my turn. My turn. Mm. Yeah. So, do you prefer to have one day or 2 days of weekend? I like 2 days. I like two day weekend because now I have a Wednesday. I have a free time on the noon. At noon, buổi trưa gì ấy, buổi chiều á. I only work on Saturday morning, but I usually go come back to my home in the evening. I stay in my company. My in the afternoon. Yes. Okay. So what are advantages and disadvantages of having two weekend days? If you have a 2 day weekend, you need to work a lot on Friday, from Monday to Thursday. I don't know. Damn. And Friday, from Monday to Friday, if you have Wednesday weekend, you must work on the Saturday. You don't have a lot of time for your life, on the Saturday you work not work enough. You don't work with full energy. Full energy. Full of energy. So, how many if you Prime Ministry of Labor Department, what that? If you are the head of Labor Ministry, so how many days a weekend when you decide? Cái gì bộ phận nhân sự hả? Labor Ministry, em hiểu là kiểu là bộ lao động. Phần luật. Bộ lao động. À rồi. Rồi gì nữa anh không đâu. How many weekend days when you give to the labor? I think I give two days. Because I'm a labor. I belong to labor. Okay. Thank you. Just kidding. Okay, Mr. Sun, your turn. Yeah. Can you hear me? Yeah. Yes. Very clear. Oh. Today I talk about some work that I do on the weekend. I usually get up at 9 o'clock. Then I hang out the coffee with my friend in
Here I working and then and I and then we talk about the life and talk about the girlfriend and talk and talk the future. Then we go to the food place. Then we drink some drink beer. Sometimes I usually cooking with my friend on weekend. Then I visit Franny and visit Emily and visit neighborhood. Sometimes I go to what I go to cinema to watch the wet movie. That all. Can you give me some details about just one activities, like I'll say like hanging out with your friends in the coffee. Hang out the coffee with my friend. In here I usually work then we talk about the life and talk about future and goal. Sometimes what kind of coffee do you prefer? What kind of coffee? What kind of the coffee do you prefer? The coffee shop? Yeah, I like the coffee house and Highland coffee. Why do you choose those kinds of coffee? Because in here we sit two time, a long time in long time. What else? I see. And in every coffee, you can stay there for a long time. Yeah. And in Highland coffee, stay very good. Coffee in the coffee in Highland coffee have tastes very good. Taste. Yeah. Okay, thank you. There's some points you need to improve that. Như câu mình nói là I hang out the coffee with my friends thì cái câu không đúng, thì mình nói là phải là hang out with my friends in the coffee, đúng không? Yeah. In the cafe, sorry, cafe hoặc là coffee shop. Coffee shop. Coffee shop hoặc là the cafe. Rồi. Và sau đấy là after your meeting with your friends, you go to food place. Em không hiểu food place nghĩa gì. Đơn giản là go to some restaurant, đúng không? Restaurant. Yeah. Không dùng food place không nghĩa gì cả.
rồi là visit my visit neighborhood đúng không? Neighborhood thì là kiểu là tình tình làng xóm mà. À, đó là neighbor. Neighbor. My neighbor. Ok. Yeah. Bài nói của anh thì không có sự chuẩn bị, cộng thêm với lại nói rất là kiểu là trả bài. Các cái thông tin của mình đưa ra, mình phải đưa ra, mình phải đào sâu suy nghĩ, mình phải nghĩ là khi mình nói cái đấy thì mình phải có những cái supporting idea để mình phát triển cái ý của mình lên, để cái câu văn mình nó dài. Ví dụ là, đấy, ví dụ tại sao em hỏi anh là tại sao mà mình chọn cái quán cà phê như thế nào, đúng không? Đấy thì cũng là một cái cách để mình, ví dụ nếu mình nói mình hang out with my friends, đúng không? Thì anh có nói mình để làm gì, đúng không? To work này, to chat, for chatting này, talk about the future này, how to say, discuss about girls, some kind of that. Thì mình cũng có thể phát triển thêm cái khía cạnh khác như kiểu I like the coffee house or Highland Cafe, Highland Coffee, right? Because of blah blah. Right. Yeah. Ừ. Thì nó sẽ làm cho cái bài văn của mình nó hay và nó hấp dẫn hơn, nó có nhiều thông tin hơn, và cái thông tin mình đưa ra nó là details, nó persuasive hơn, nó thuyết phục hơn. Kể cả việc là đây nó kiểu là do cái mình chưa có cái thinking tốt về cái vấn đề phát triển cái bài văn hay là cái ý nói, chứ không phải là việc là mình chọn cái chủ đề, chuẩn bị cái chủ đề không. Yeah. Ok. Yeah. So Phượng and Hương, do you have any question for Mr. Duan? Mr. John, what do you think hanging out with friends is a waste of time? Can you see it? What do you think hanging out with friends is a waste of time? Waste of time, huh? Waste of time. Waste of time. Lãng phí thời gian không? No. No, I don't think so. I don't think it's a waste of time. Because I usually hang out with my friend to share about work and share the life, and sometimes we work with work to working when hang out. You working when you hang out. Yeah. You hard worker. You are workaholic. Workaholic. Người tham công tiếc việc ạ. Workaholic. No, sometimes freelance projects, mình có thể thay các freelance jobs, freelance tasks, freelance projects, yeah. And we share share info about information about technology, new technology. Technology không phải ri. Em thấy anh giải thích sau em cũng thấy cũng quay về ý nghĩa ban đầu. Anh cũng là một người tham công tiếc việc thôi. all sentence of all answer of Mr. Zhuan will go around his work. Anh Duan phải chú ý các cái âm cuối của mình nhá, because này, sometimes này, yeah.
Tức là âm cuối bỏ rất nhiều, nói bao nhiêu ngày rồi vẫn sai. Ok Hương. Who do you go out with, boyfriends or girlfriends? Hang out with the boyfriend. Boy, with boy, not boyfriend. Không, mình vẫn dùng là boyfriend được, nhưng mà mình nhấn trọng âm là từ friend, boyfriend, not boy. Boyfriend, boyfriend. Từ nó friends. Khi mà nhấn trọng âm ở từ nào thì nó nghĩa nhấn mạnh cái ý đấy. Nếu mình nhấn yeah. thì mình tức là bạn con trai, bạn con trai. Còn nếu mà mình gọi bạn trai thì nó là boyfriend. Kia là boyfriend. Yeah. You always talk about working and job. Do you feel boring? Yeah, very good question. No, I don't think. Because. My job is very boring, very boring. I think my job is very boring. Then what should you do? So what should you do to make it less boring? I'll just do less boring. I think we make many software here. We deal boring to relax. Okay, his way to make his life happier is to work harder and produce more projects, more products, more software, right? when I make more product and more product, I will have many money. Okay. So point is money is happiness, right? So if you want to live a happy life, you need a lot of money. Yeah. Okay. Interesting question and answer. Okay. Bye bye for now. See you next week. Mọi người chú ý nhá. Đã comment cái gì về chú ý về sửa nhá. Mà không sửa là phạt. Câu này sao em nghe nhột quá ta. Phạt 100.000. Nhột quá. Intonation. Cú mãi không sửa được. Chị Hương, chị online Facebook đi. Em hỏi miếng. Mọi người phải nhớ là cái này mọi người là cho bản thân mình đúng không? Đấy, chứ không phải là học cho ai, không phải học cho bất kỳ ai cả, học cho bản thân mình. Nên là mình phải cố gắng tận dụng mọi thứ, mọi cái cơ hội để mình có thể cải thiện được cái khả năng của mình. Đấy, nhá. Cái khóa này nó rất là rẻ rồi, mọi người cố gắng tận dụng học. Ok, nhá. Ok. Bye bye for now. See you next week. Yeah. Okay, bye bye. Bye bye. Bye. Oh, make up is on.